Tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương, bà con nông dân cũng đang thu hoạch lứa chè cuối vụ. Theo chia sẻ của bà con, thời điểm này chè vẫn cho nhiều búp và chất lượng hơn hẳn các lứa trước. Huy động hết nhân lực, đổi công cho nhau để việc thu hái chè búp được nhanh, đồng đều, kịp thời gian cho lứa chè cuối vụ. Thời tiết thuận lợi càng giúp cho việc thu hái chè được nhanh chóng hơn. Thu một loạt như này thì là lần sau hái nó vẫn như, nó cũng thu đều như thế, nó không như là hái kiểu kia. Hái kia thì một tháng hái mấy lần thật, nhưng mà nó đổi công nó mất nhiều công quá. Theo người trồng chè ở Bản Sen, mặc dù thời tiết năm nay gặp nhiều bất lợi, nhưng nhờ tuân thủ đến quy trình sản xuất thâm canh cây chè theo hướng Việt Gáp, nên năng suất chất lượng chè của xã vẫn ổn định, đặc biệt là lứa chè thu này cho sản lượng cao hơn hẳn. Qua thời gian mà chúng tôi được đi tập huấn thì áp dụng về gia đình cũng như là cho các hộ dân thì cái năng suất nó rất là cao. Qua kỹ thuật canh thác cũng như là cách phòng trừ sâu bệnh thì so sánh giữa trước chưa được tập huấn và sau tập huấn thì cái năng suất thì nó cao hơn và cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Bản Sen hiện có trên 90% hộ gia đình đang trồng chè với diện tích lên tới 755 ha. Năm nay dự ước sản lượng đạt gần 7.000 tấn chè búp tươi, mang về nguồn thu khoảng 60 tỷ đồng. Cùng với tiếp tục mở rộng diện tích chè mỗi năm, Bản Sen xác định tiếp tục đầu tư phát triển vùng chè theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng. Xã cũng xác định đây là cây chủ lực của Ủy ban xã cũng như là của tất cả các hộ dân trên địa bàn tham gia cái trồng chè. Thì đây là cây xóa đói giảm nghèo của xã Bản Sen từ khi thực hiện cái dự án trồng chè. Những năm qua, cây chè đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, trở thành cây làm giàu trên địa bàn xã Bản Sen. Do vậy, nhiều hộ dân đang đầu tư mở rộng diện tích, chú trọng sản xuất và chế biến chè theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, góp phần phát triển thương hiệu cho chè địa phương.